khi hàng Made in Germany mất đi ánh hào quang của nó. Đầu tàu kinh tế của châu Âu vẫn đang tiếp tục trượt dài và dường như không thể thoát ra khỏi xu thế lao dốc với những hậu quả tồi tệ đối với toàn bộ Liên minh châu Âu. Cỗ máy kinh tế hùng mạnh một thời của châu Âu đang lòng hết ốc vít. Là đầu tàu kinh tế của châu Âu, trong nhiều thập kỷ qua, nước Đức đã từng nhiều lần cứu giúp khu vực thoát khỏi hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác. Tuy nhiên giờ đây, khả năng chống trả phi thường đó của đầu tàu kinh tế này đang tan biến và điều này báo trước một tương lai tồi tệ cho toàn bộ lục địa già. Một con số minh họa hết sức sinh động cho điều này là việc hiện có tới 3 triệu doanh nghiệp hộ gia đình được coi là lực lượng xương sống của nền kinh tế Đức đang ở vào tình trạng phá sản, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Đức. Có rất nhiều nguyên nhân có thể kể ra. Trước hết, về mặt vĩ mô, thâm hụt ngân sách gia tăng đã buộc Đức phải dỡ bỏ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này đã đẩy rất nhiều công ty theo mô hình gia đình rất nổi tiếng tại nước này tới bờ vực phá sản. Điều kiện kinh doanh tại Đức đã trở nên khó khăn hơn khi Tòa án Hiến pháp nước này ra lệnh cho chính phủ ngừng tài trợ cho các doanh nghiệp nhằm tránh gia tăng thâm hụt ngân sách. Và trong khi chính phủ hạn chế đầu tư công và ngừng hỗ trợ doanh nghiệp, thì chi phí năng lượng lại tăng vọt cộng với lãi vay tăng cao khiến nhiều công ty Đức gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Đáng chú ý là chính sách bảo hộ quá mức của chính phủ đối với người lao động trong bối cảnh kinh tế nói chung đang hết sức khó khăn đã khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy công việc kinh doanh và đầu tư của họ ngày càng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, chi phí vay tăng cao cộng với giá năng lượng đắt đỏ đang khiến nhiều doanh nghiệp Đức phải đi tìm lối thoát. Và một trong những biện pháp đó thì việc xóa bỏ truyền thống lâu nay của giới doanh nghiệp Đức, theo đó không chấp nhận nhượng lại doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều doanh nghiệp Đức giờ đây chấp nhận bán doanh nghiệp của mình cho các ông chủ nước ngoài, chủ yếu là Mỹ. Số lượng những công ty vừa và nhỏ giao bán đã tăng vọt trong vài năm trở lại đây. Đại dịch COVID-19, tiếp đó là cuộc khủng hoảng năng lượng càng đẩy nhiều doanh nghiệp đến bờ vực thẳm. Những Mittelstand, hay còn gọi là doanh nghiệp hộ gia đình của Đức, vốn nổi tiếng toàn cầu về trình độ chuyên môn cao và sự hiện diện trên quy mô toàn cầu này, vốn được mệnh danh là những sức mạnh giấu mặt tạo nên cỗ máy kinh tế lớn nhất châu Âu này. Theo một truyền thống lâu đời, các chủ sở hữu những doanh nghiệp nhỏ này lâu nay chỉ chuyển nhượng doanh nghiệp trong nội bộ gia đình và rất hạn chế xem xét đầu tư từ bên ngoài hay bán lại cơ sở kinh doanh cho bên ngoài, trừ phi không còn lối thoát. Tuy nhiên giờ đây, theo chuyên gia Burke Hesse của hãng luật Latham Watkins, ngày càng có nhiều Mittelstand trở nên cởi mở hơn với đề nghị đầu tư từ bên ngoài. Hess cho biết, ngày càng nhiều ông chủ người Đức than phiền về công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết. Bởi vậy, việc lựa chọn bán công ty sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi họ không còn phải quan tâm đến chi phí hoạt động của công ty nữa. Peter May, nhà sáng lập hãng tư vấn May Consulting, nhận xét, cộng đồng Mittelstand của Đức đang sôi trào hết lên. Hầu như tuần nào tôi cũng nhận được các cuộc gọi từ các doanh nghiệp hộ gia đình lâm vào khó khăn, hỏi về việc liệu họ có nên bán công ty của mình hay không. Liệu có buộc phải làm như vậy hay không? Liệu việc duy trì truyền thống doanh nhân Đức có còn giá trị nữa hay không? Một cuộc khảo sát được thực hiện đối với 400 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Đức cho thấy 16% đang chủ động chuyển một phần dây chuyền sản xuất và việc làm ra nước ngoài. 30% cho biết đang suy nghĩ về điều đó. Nước Mỹ, với thị trường rộng lớn và tăng trưởng nhanh, là lựa chọn được nhiều doanh nghiệp Đức nghĩ đến nhất. Ví dụ tiêu biểu nhất của điều này là việc doanh nghiệp gia đình Wiesmann có trụ sở tại Frankfurt đã bán nhà máy sản xuất máy bơm nhiệt nổi tiếng của gia tộc mình cho tập đoàn Cadeer Global của Mỹ. Thỏa thuận này đem về khoản tiền mặt trị giá 12 tỷ euro, tương đương với 13,1 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt trong cộng đồng doanh nghiệp Đức, cho dù Wiesmann đã ở vào tình cảnh bất đắc dĩ. Vậy còn có những nguyên nhân nào khác thúc đẩy doanh nghiệp Đức chuyển đầu tư ra nước ngoài? Các công ty Đức nêu, năng lượng là lý do chính, tuy nhiên vấn đề không hẳn là như vậy. Klaus Geidhofer là CEO của công ty IBM Pass, chuyên sản xuất quạt và thiết bị thông gió, nói trong một cuộc phỏng vấn như sau. Vấn đề không chỉ là năng lượng, nó còn liên quan đến nguồn nhân lực ở nước Đức, hiện đang rất căng thẳng. Theo ông này, chỉ trong vòng một thập kỷ nữa, số người ở độ tuổi làm việc sẽ co lại đến mức nước Đức không còn có thể duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế như hiện tại. Chiều hướng sụt giảm lực lượng lao động như vậy có nghĩa là một sự kết thúc đối với thêm nhiều doanh nghiệp khác giống như nhà máy sản xuất ống thép ở Düsseldorf được đề cập đến ở phần trên. Một nguyên nhân khác phải kể đến là nền văn hóa làm việc tại nước này.
Theo đó, phân tách hết sức rạch ròi giữa thời gian riêng tư và thời gian làm việc đã khiến các doanh nghiệp Đức gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên quy mô toàn cầu. Mặc dù văn hóa làm việc này có lợi cho người lao động, nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Tệ hơn nữa, đạo luật mới năm 2023 của Đức yêu cầu các công ty có nhiều hơn 50 lao động phải thiết lập hệ thống tố giác ẩn danh với phí tổn lên tới hàng chục nghìn euro, càng khiến chi phí nhân lực tăng cao. Cộng với việc chính phủ đóng các quỹ cứu trợ thời đại dịch khiến nhiều ông chủ không còn muốn tiếp tục công việc kinh doanh của họ nữa. Nền kinh tế Đức đang bị bóp nghẹt vì chính sách bảo hộ người lao động quá mức đang tràn ngập mọi lĩnh vực đời sống, Peter May của hãng tư vấn May Consulting kết luận. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác là việc dân số của nước này già hóa đã khiến nhiều gia tộc không có người kế nhiệm do tỷ lệ sinh đẻ thấp. Nhiều người trong thế hệ trẻ lại có tư tưởng khác biệt, không còn muốn kế thừa công ty từ gia đình. Báo cáo của ngân hàng KfW cho thấy khoảng 125.000 Mittelstand sẽ được chuyển giao cho thế hệ kế cận từ nay đến năm 2027, nhưng gần 3/4 trong số đó gặp vấn đề trong việc chuyển giao cho lớp trẻ. Những trụ cột của sức mạnh kinh tế Đức lần lượt lung lay. Trong một phân xưởng sản xuất khổng lồ tại thành phố Düsseldorf mới đây, những giai điệu buồn của chiếc còi hơi vang lên thông báo một hoạt động cuối cùng của nhà máy có tuổi đời lên tới hàng thế kỷ này. Ngập trong những chớp sáng lóe lên từ những chiếc điện thoại và máy ảnh, có tới 1.600 người sắp mất việc với khuôn mặt như hóa đá, đứng yên lặng, chứng kiến cảnh hoàn thiện sản phẩm cuối cùng của nhà máy, một ống thép được cán thành xi lanh trên một dây chuyền cán thép. Buổi lễ ngắn gọn đã chấm dứt lịch sử tồn tại 125 năm của một nhà máy ra đời vào những ngày tháng huy hoàng của quá trình công nghiệp hóa nước Đức. Trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể trụ nổi do cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong bối cảnh tình trạng tê liệt về chính trị đang bóp nghẹt Berlin, cuộc khủng hoảng năng lượng đã là đòn cuối cùng giáng vào các nhà máy sản xuất Đức này. Đã có vô số cảnh tương tự như vậy diễn ra trong năm qua, cho thấy một thực tế phũ phàng mà nước Đức đang phải đối mặt. Những ngày tháng huy hoàng khi nước Đức là một siêu cường công nghiệp dường như đang đi đến hồi kết. Sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã suy giảm liên tục kể từ năm 2017 và chiều hướng sụt giảm này đang tăng tốc do khả năng cạnh tranh của hàng hóa Đức đang bị xói mòn nghiêm trọng. Stefan Kleberg, Tổng Giám đốc GEA Group AG, công ty chuyên cung cấp máy cái, có lịch sử tồn tại từ cuối năm 1800 cho biết, hiện không có nhiều kỳ vọng. Tôi thực sự là không chắc liệu chúng tôi có thể ngăn được chiều hướng đi xuống này hay không. Chắc chắn sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ trong một thời gian ngắn. Những trụ cột của ngành chế tạo máy công nghiệp Đức đã sụp đổ dây chuyền như những lá bài domino. Mỹ thì đang tách khỏi châu Âu và thậm chí đang quay sang cạnh tranh với chính các đồng minh xuyên đại Tây Dương của mình trong lĩnh vực đầu tư khí hậu. Trung Quốc đang trở thành đối thủ lớn nhất và không còn là một khách hàng sộp đối với hàng hóa của Đức nữa. Và đòn giáng cuối cùng vào những nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Đức là việc mất đi những lượng khí ga khổng lồ giá rẻ của Nga. Cùng với những thay đổi nhanh chóng trên quy mô toàn cầu, tình trạng tê liệt về chính trị ở Berlin đang làm trầm trọng thêm những vấn đề trong nước tồn tại lâu nay như cơ sở hạ tầng bắt đầu ập ẹp, một lực lượng lao động đang già hóa nhanh chóng và nạn quan liêu hoành hành. Hệ thống giáo dục, một thời được coi là thế mạnh của Đức, hiện là điển hình của tình trạng thiếu hụt đầu tư lâu dài trong lĩnh vực dịch vụ công. Viện nghiên cứu IFO ước tính rằng khả năng toán học trong học sinh suy giảm sẽ làm nền kinh tế Đức thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đô la Mỹ về sản lượng vào cuối thế kỷ này. Trong một số trường hợp, sự thụt lùi về công nghệ đang diễn ra từ những lĩnh vực nhỏ như việc giảm quy mô kế hoạch mở rộng và đầu tư đến những bước lớn dễ nhận thấy hơn như thay đổi dây chuyền sản xuất và cắt giảm nhân viên. Trong một số trường hợp cực đoan như trường hợp nhà máy sản xuất ống thép Valorexaca được nói ở trên, hậu quả là đóng cửa vĩnh viễn. Wolfgang Freitag, người đã làm việc tại nhà máy này khi còn là một thiếu niên, nói rằng cú sốc là cực lớn. Công việc của người đàn ông 59 tuổi này giờ đây là việc tháo dỡ thiết bị để bán và giúp các đồng nghiệp lớn tuổi của mình tìm công ăn việc làm mới. Nước Đức hiện vẫn sở hữu một cộng đồng được nhiều quốc gia mong ước, gồm những doanh nghiệp nhỏ có trình độ công nghệ cao. Ngân hàng Trung ương Đức cho đến nay vẫn bác bỏ ý kiến cho rằng một quá trình phi công nghiệp hóa toàn diện sắp diễn ra ở Đức. Tuy nhiên, với việc các cuộc cải cách đang bị ngăn lại, không rõ điều gì sẽ giúp làm chậm lại quá trình lao dốc này. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner thừa nhận tại một sự kiện do Bloomberg tổ chức mới đây. Chúng tôi
tức là nước Đức, không còn sức cạnh tranh nữa. Chúng tôi đang trở nên nghèo hơn do chúng tôi không tăng trưởng. Chúng tôi đang bị tụt lại phía sau. Khả năng cạnh tranh giảm dần đang đe dọa đẩy nước Đức vào một vòng xoáy suy thoái. Theo Maria Rotger, người đứng đầu khu vực Bắc Âu của hãng Michelin, nhà sản xuất lốp xe hàng đầu của Pháp này đã đóng cửa hai nhà máy của mình ở Đức và dự kiến sẽ cắt giảm 1/3 hoạt động kinh doanh tại nước này vào cuối năm 2025, trong một động thái sẽ tác động đến 1.500 lao động. Đối thủ từ Mỹ là Goodyear cũng có những kế hoạch tương tự đối với hai cơ sở của mình tại Đức. Bà Rotger cho biết trong một cuộc phỏng vấn, cho dù nhân viên của chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã đi đến một thời điểm. Theo đó, chúng tôi không thể xuất khẩu sản phẩm lốp xe tải từ Đức với giá cạnh tranh nữa. Nếu nước Đức không thể xuất khẩu hàng hóa có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, thì nước này sẽ mất đi một trong những thế mạnh nhất của mình. Rất dễ dàng có thể tìm thấy nhiều ví dụ khác minh họa cho tình trạng trượt dài về kinh tế này. Chẳng hạn, công ty GEA sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất máy bơm gần thành phố Mainz để nhường chỗ cho một nhà máy mới ở Ba Lan. Nhà sản xuất phụ tùng ô tô Continental AG loan báo kế hoạch đóng cửa một nhà máy sản xuất phụ tùng cho các hệ thống an toàn và phanh. Đối thủ Robert Bosch GmbH thì đang trong quá trình sa thải hàng nghìn nhân viên. Cuộc khủng hoảng năng lượng mùa hè năm 2022 được coi là một xúc tác quan trọng. Trong khi tránh được những kịch bản tồi tệ nhất như thiếu hụt hoặc phải định lượng khẩu phần khí đốt sưởi ấm nhà ở, thì giá khí đốt ở Đức hiện vẫn cao hơn so với các nền kinh tế khác. Điều này làm gia tăng chi phí nói chung do phải tăng lương cũng như là tăng phúc lợi thường xuyên khác. Một trong những lĩnh vực bị tác động mạnh nhất là ngành hóa chất, hậu quả trực tiếp của việc nước Đức mất đi nguồn khí đốt giá rẻ của Nga. Với việc chuyển sang sử dụng hydro sạch vẫn chưa chắc chắn, thì cứ 10 công ty hóa chất thì có một công ty hiện lên kế hoạch dừng sản xuất vĩnh viễn. Theo một khảo sát do Hiệp hội Công nghiệp VCI tiến hành mới đây, BASF-SE, nhà sản xuất hóa chất lớn nhất châu Âu, có kế hoạch cắt giảm 2.600 việc làm, còn công ty Lanxess AG cũng có kế hoạch cắt giảm 7% lực lượng lao động của mình. Bộ máy quan liêu của Đức tiếp tục tỏ ra trì trệ, thậm chí ngay cả khi các công ty Đức sẵn sàng tiến hành đầu tư. Công ty GEA lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời tại một nhà máy ở thị trấn Odi, ở miền Tây nước Đức. Một cơ sở sản xuất thiết bị tách kem khỏi sữa. Công ty này đã nộp đơn xin phép cho cơ sở này hòa vào lưới điện từ tháng Giêng năm ngoái. Hai tháng trước khi bắt đầu công việc xây dựng và hiện họ vẫn đang chờ giấy phép, gần 2 năm sau khi khởi xướng dự án. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã diễn ra ngay sau đại dịch COVID-19, đã dẫn đến tình trạng các dây chuyền lắp ráp ngừng hoạt động do các nhà sản xuất ô tô Đức phải đợi nhiều tháng để có được các chip bán dẫn và cấu kiện ô tô, làm nổi bật nguy cơ phụ thuộc vào mạng lưới các nhà cung cấp xa lắc xa lơ, đặc biệt là ở châu Á. Trong khi lĩnh vực sản xuất suy yếu thì những trụ cột kinh tế khác là tiêu dùng và dịch vụ lại đi ngang. Kinh tế Đức rơi vào suy thoái thời gian qua, một phần là do chi tiêu của các hộ gia đình sụt giảm mạnh trong bối cảnh giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Mối đe dọa phi công nghiệp hóa đang rình rập. Động lực tăng trưởng hùng mạnh một thời của Liên minh châu Âu giờ đây dường như dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi mối đe dọa phi công nghiệp hóa đang hiện ra lù lù trước mắt. Phát biểu với chút hài hước tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới đây ở Davos, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng nước Đức không phải là con bệnh của châu Âu mà chỉ đơn thuần là một người mệt mỏi sau những năm tháng khủng hoảng và giờ đây chỉ cần một tách cà phê ngon là đủ để tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế lại cho thấy một điều gì đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác. Mặc dù nước Đức có thể được mô tả là chỉ đang ở trong một cuộc suy thoái nhẹ, xét cho cùng, các chỉ số GDP khó có thể được coi là một điều gì đó thực sự khủng khiếp. Nhưng trên thực tế, nền kinh tế nước này đang ở vào một tình trạng bế tắc do hiện không thấy bất kỳ triển vọng rõ ràng nào về một khả năng phục hồi trong tương lai gần. Rõ ràng, nền kinh tế Đức đang trên bờ vực khủng hoảng khi quá trình phi công nghiệp hóa dường như đã bắt rễ sâu ở nước này và giờ đây đang là một hiện thực của cuộc sống rất đáng lo ngại. Các doanh nghiệp nội địa do những tính toán về hiệu quả kinh tế đang thúc đẩy việc chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài, gây ra mối đe dọa đáng kể cho một quốc gia phụ thuộc nhiều vào sản xuất công nghiệp. Xu hướng chuyển sản xuất ra nước ngoài có những hậu quả ngay lập tức và sâu sắc, như làm gia tăng tình trạng sa thải nhân viên và cắt giảm công ăn việc làm trầm trọng thêm những thách thức kinh tế mà lực lượng lao động trong nước phải đối mặt.
Theo báo cáo của công ty kiểm toán Deloitte, cứ 3 công ty của Đức thì có 2 công ty đã chuyển một phần hoạt động ra nước ngoài do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở nước này. Xu hướng này đặc biệt thể hiện rõ trong các lĩnh vực quan trọng như cơ khí, hàng công nghiệp và công nghiệp ô tô, khi có tới 69% công ty đã chuyển dịch hoạt động ở quy mô vừa phải hoặc lớn. Báo cáo của Deloitte đã chỉ rõ những nguyên nhân đằng sau sự thay đổi đáng kể này. Theo đó, hầu hết cho rằng quyết định chuyển hoạt động ra nước ngoài xuất phát từ nguyên nhân giá năng lượng tăng cao và lạm phát. Những nỗ lực của Đức nhằm chuyển sang chương trình nghị sự năng lượng xanh cũng góp phần làm tăng giá điện, khiến tình hình càng trở nên trầm trọng hơn. Đối tác của Deloitte là Florian Plonner cũng cảnh báo về quá trình phi công nghiệp hóa trên diện rộng đang diễn ra ở nước này có nguy cơ sẽ đẩy thêm nhiều công ty phải đưa ra lựa chọn tương tự nếu giá năng lượng vẫn tiếp tục neo ở mức cao. Trung Quốc và Nga đã góp phần biến nước Đức từ đầu tàu thành gánh nặng kinh tế của châu Âu như thế nào? Từng là nền kinh tế lớn nhất và là cỗ máy tăng trưởng chính của châu Âu, giờ đây Đức đang trở thành một gánh nặng cản đường tiến của toàn bộ châu lục này. Nguyên nhân chủ chốt khiến nền kinh tế Đức suy yếu là việc nước này phụ thuộc quá nhiều vào ngành sản xuất chế tạo. Một điều trớ trêu, đây lại chính là điều mà chính phủ nhiều nước phương Tây đang tìm cách giao chép bằng việc đưa ra những chính sách phát triển công nghiệp nhằm mục tiêu bảo vệ hoặc nuôi dưỡng những tập đoàn được coi là biểu tượng quốc gia. Trong quá khứ, Đức có thể dựa vào các nhà máy của mình để thoát khỏi bất kỳ cuộc khủng hoảng bên ngoài nào bằng cách lợi dụng nhu cầu gần như là vô tận của thế giới đối với các sản phẩm made in Germany. Tuy nhiên, một sự kết hợp giữa nhiều vấn đề cả ngắn hạn lẫn dài hạn đã khiến lợi thế này giờ đây không còn tác dụng nữa. Trong năm 2023, giá năng lượng tăng vọt khiến chi phí sản xuất tăng theo đáng kể. Với việc lạm phát và lãi suất cùng tăng mạnh trên toàn thế giới, người tiêu dùng toàn cầu giờ đây không phải lúc nào cũng sẵn sàng móc hầu bao cho những món đồ có giá cao hơn mức trung bình, cho dù chất lượng của chúng có thực sự tốt hơn đi chăng nữa. Các nhà sản xuất Đức vốn sử dụng nhiều năng lượng, đặc biệt đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Nga cung cấp hơn một nửa lượng khí đốt mà Đức nhập khẩu trong năm 2021 và căng thẳng địa chính trị đã khiến nguồn cung này từ Nga gần như là biến mất. Tất cả các ngành sử dụng nhiều năng lượng của Đức đều buộc phải cắt giảm sản lượng. Một điều dễ nhận thấy là cuộc xung đột Ukraine đã ảnh hưởng đến GDP của Đức nhiều hơn so với các nước phát triển khác. Mặc dù việc sức cạnh tranh của nền công nghiệp Đức sụt giảm không hề hoàn toàn quy lỗi cho Nga, nước Đức cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính cấu trúc như việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tốn nhiều chi phí nhưng chưa đem lại hiệu quả tức thì. Những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề. Tất cả những yếu tố này khiến việc sản xuất hàng hóa ở Đức trở nên khó khăn hơn và đắt đỏ hơn nhiều. Một nguyên nhân quan trọng khác là kinh tế Trung Quốc, thị trường quan trọng hàng đầu đối với nhiều công ty Đức đã hồi phục yếu ớt hơn nhiều so với kỳ vọng sau khi nước này áp dụng chính sách phong tỏa COVID nghiêm ngặt trong thời gian dài. Rõ ràng là mỏ vàng Trung Quốc chưa thể hỗ trợ cho kinh tế Đức trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây. Trung Quốc hiện còn đang gây ra nhiều rắc rối cho nước Đức theo một số cách do nước này đã chuyển đổi tư thế về mặt chiến lược trở thành một nhà sản xuất hiện đại nên việc nền kinh tế của siêu cường châu Á này giảm tốc đang làm giảm nhu cầu hơn nữa đối với hàng hóa của Đức. Đồng thời, sự cạnh tranh của hàng hóa giá rẻ Trung Quốc hiện còn gây rắc rối cho các ngành công nghiệp được coi là đóng vai trò then chốt cho việc chuyển đổi khí hậu của Đức và không chỉ ở lĩnh vực ô tô điện. Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Đức đang phải đóng cửa nhiều cơ sở sản xuất và cắt giảm nhân viên do khó có thể cạnh tranh được với các đối thủ Trung Quốc. Công ty SolarWatt GmbH có trụ sở ở Dresden đã cắt giảm 10% lực lượng lao động và đang tính đến việc chuyển sản xuất ra nước ngoài nếu tình hình không được cải thiện trong năm nay. Mức độ phụ thuộc của kinh tế Đức vào ngành sản xuất chế tạo và xuất khẩu là cao hơn bất thường so với các nền kinh tế phát triển khác, khiến nước này giống với Trung Quốc hơn là các quốc gia châu Âu khác. Ngành sản xuất đóng góp tới 19% GDP của Đức trong năm 2021, cao gấp đôi so với Mỹ, Anh hay Pháp, theo số liệu của tổ chức OECD. Nước Đức trong nhiều thập kỷ luôn đạt mức xuất siêu cao, thậm chí vào đầu những năm 2000, Đức vẫn còn là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới, xếp trên cả Trung Quốc và Mỹ. Nhưng bắt đầu từ năm 2016, mức thặng dư sụt giảm dần và đến năm ngoái thì rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000. Sai lầm chết người của quyết định từ bỏ khí đốt Nga
đòn kết liễu cuối cùng giáng vào nền kinh tế Đức. Một điều trái khuấy của việc phương Tây tiến hành áp đặt trừng phạt đối với Nga là trong khi kinh tế Mỹ phát triển mạnh, thì nước Đức ngược lại đã bị bầm dập bởi chính những tác động từ các biện pháp trừng phạt và thậm chí còn rơi vào suy thoái. Bước sang năm 2024 này, sự trái ngược đáng kể trong quỹ đạo kinh tế của Mỹ và Đức càng trở nên nổi bật. Trong khi kinh tế Mỹ cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, thì nước Đức lại đang đối mặt với nguy cơ rơi vào suy thoái. Nền kinh tế Đức đang ở vào một giai đoạn bước ngoặt quan trọng. Vấn đề còn trở nên phức tạp hơn bởi những thay đổi mang màu sắc chính trị. Đặc biệt là nỗ lực hướng tới năng lượng xanh gây thêm nhiều rào cản cho các công ty lớn và phủ bóng đen lên toàn bộ nền kinh tế. Việc chính phủ Đức quyết định từ bỏ khí đốt của Nga giờ đây được cho là một bước đi sai lầm dẫn đến làm suy yếu vị thế kinh tế của nước này. Việc đi theo chương trình nghị sự của Washington trong việc trừng phạt Nga, đặc biệt là việc từ bỏ khí đốt của Nga đã tạo ra một gánh nặng đáng kể lên nền kinh tế và không phục vụ bất kỳ lợi ích quốc gia nào. Các ngành công nghiệp hùng mạnh của Đức, đặc biệt là những ngành có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường Nga, giờ đây đang phải đối mặt với những thực tế nghiệt ngã, bao gồm chuỗi cung ứng bị gián đoạn, mất khả năng cạnh tranh, xuất khẩu sụt giảm và tình trạng bất ổn ngày càng tăng. Các cuộc suy thoái thường đến rồi đi, nhưng những gì nước Đức đang phải đối mặt hiện nay, nó còn mang ý nghĩa sâu rộng hơn một cuộc suy thoái đơn thuần. Đó là nền tảng của sự thịnh vượng quốc gia đã bị rung chuyển từ cốt lõi trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng và đầy rẫy những điều bất định ở phía trước.